Sợi mì vàng tươi, mềm dai, thịt bò ngọt tự nhiên, kết hợp cùng rau củ tươi mát, giòn ngon, tạo nên một tổng thể hài hòa hấp dẫn, cuốn hút người thưởng thức. Món mì xào bắp bò hoang ngon lành này chế biến khá nhanh. Chỉ với vài công đoạn thực hiện đơn giản, chắc chắn quý khán giả sẽ có một món ăn hấp dẫn để chiêu đãi cả nhà. Mến chào các bạn khán giả đến với chương trình Tinh Hoa Ẩm Thực Việt. Lại là Xin đây. Hôm nay Xin có một cái loại mì rất là ngon, đó là mì sợi tươi hương xưa. Loại mì này thì rất là đặc biệt, dai nè, mềm và rất là thơm, phù hợp để làm rất nhiều món luôn. Ngoài mì xào hôm nay Xin chia sẻ thì quý vị cũng có thể sử dụng cái mì này để chúng ta ăn lỏng nè, chúng ta nấu mì nước nè, cũng rất là ngon. Nhưng mà quay lại món ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm mì sợi tươi hương xưa xào bắp bò hoa nha. Nguyên liệu thì chúng ta sẽ có mì tươi hương xưa và chúng ta có bắp bò hoa Xin đã cắt sẵn, một ít rau củ quả. Hôm nay Xin có cải ngọt, nấm hương, nấm mèo, cà rốt, hành và một ít ớt. Gia vị cơ bản thì nhà nào cũng có, hành, tỏi và một ít hạt nêm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nha. Xin đang cắt cái phần mì sợi tươi để chúng ta luộc. Đối với mì sợi tươi hương xưa thì chúng ta sẽ có hai quy cách. Một là chúng ta sẽ có gói lớn 450g hoặc là gói nhỏ Xin vừa cầm trên tay là 150g. Với từng bát mì nhỏ như vậy chúng ta rất là dễ và tiện lợi sử dụng. Nước cũng đã sôi rồi, Xin sẽ cho cái phần mì này vào luộc. Quý vị nhớ là chúng ta sẽ luộc mì bắt đầu từ khi nước sôi và luộc trong thời gian từ 3 cho tới 4 phút nha. Trong thời gian luộc thì lâu lâu chúng ta nên kiểm tra và dùng đũa xơ cái phần mì này trong nồi cho các sợi mì tách rời với nhau. 3 tới 4 phút thì phần mì sẽ thẳng và suông ra như vậy. Chúng ta sẽ vớt nhanh ra và cho vào tô nước lạnh ha, để cho sợi mì được dai và giòn hơn. Trộn đều như vậy, cảm giác cái mì chúng ta đã nguội và hết nóng thì chúng ta sẽ vớt ra để ráo nước. Và bây giờ thì quý vị có thể sử dụng cái phần mì này chúng ta làm mì xào nè, ăn với lẩu nè, hoặc là chúng ta nấu mì nước đều ngon. Chúng ta tranh thủ còn cái phần nước luộc mì thì chúng ta sẽ trần sơ qua nấm, cà rốt luôn, vì hai loại này sẽ khó chín hơn. Còn những thứ còn lại thì chúng ta sẽ xào trực tiếp. Quý vị đừng đi đâu nha, Xin sẽ dọn dẹp cái căn bếp của mình và chúng ta sẽ bắt đầu xào mì sợi tươi hương xưa với bắp bò nha. Chúng ta sẽ sử dụng chảo và chúng ta cho dầu vào, đợi cho cái phần dầu trong chảo nóng. Chúng ta sẽ cho cái phần tỏi tươi vào trong bò luôn, hành tím và một chút xíu ớt băm. Mình sẽ nêm nếm vào đây một ít hạt nêm, một xíu đường và chúng ta sẽ trộn hỗn hợp này lên. Và khi dầu trong chảo đã nóng, chúng ta sẽ xào nhanh phần bò này trước ha. Phần bắp bò này chúng ta sẽ xào nhanh với lửa lớn. Khi phần bắp bò hoa chúng ta được chín khoảng 80% thì chúng ta sẽ cho ra ngoài lại ha. Sử dụng luôn cái chảo khi nãy và chúng ta sẽ cho những cái nguyên liệu khó chín vào trước, ví dụ như nấm nè, cà rốt và cái phần thân của cải ngọt và một ít nấm mèo. Đối với phần rau củ quả này thì chúng ta cũng sẽ nêm nếm vào đây một chút xíu để cho cái phần mì xào chúng ta được đậm đà hơn ha. Xin sẽ có thêm một ít hạt nêm, một chút xíu đường. Chúng ta sẽ nêm nếm cái phần bò cũng như là rau củ quả này được đậm đà hơn, bởi vì chút xíu nữa chúng ta sẽ cho cái phần mì sợi tươi vào. Khi mà chúng ta thấy nấm cũng như cà rốt cũng như thân của cải ngọt vừa chín tới nè, cho luôn những phần lá vào nè, ớt sừng, cắt lát để cho đẹp, không có cay ha. Rồi, mình sẽ cho luôn cái phần hành lá vào. Mình chừa những cái cọng ngò rí này lại, chút xíu chúng ta sẽ trang trí ở trên mặt. Chúng ta sẽ xào nhanh cái phần hỗn hợp rau này, cho cái phần bò khi nãy, phần bắp bò hoa khi nãy chúng ta xào vào. Và chúng ta sẽ cho luôn cái phần mì sợi tươi vậy vào. Các vị thấy không? Những cái sợi mì nhìn rất là ngon. Đó, chúng ta cho vào và chúng ta trộn đều lên. Và bây giờ cái phần mì chúng ta đã xong rồi, rất là thơm nè. Rau củ quả vừa chín tới còn giòn nè. Xin sẽ trang trí ra một cái dĩa thật đẹp và mời quý vị cùng thưởng thức với Xin nha. Sau những cái thao tác mà chuẩn bị rất là nhanh thì đây, Xin có một dĩa mì sợi tươi hương xưa xào với bắp bò rất là ngon rồi. Và bây giờ thì Xin sẽ thưởng thức để chia sẻ cho quý vị nghe là cái sợi mì nó ngon như thế nào nha. Xin sẽ ăn trước cái phần mì nha. Bắp bò thì quý vị ăn sẽ rất là quen thuộc rồi, nấm cũng vậy, nhưng mà đặc biệt ở đây là cái sợi mì dai,
có một chút xíu giòn sần sật, ăn rất là bắt miệng quý vị. Xin chúc các bạn sẽ thành công với món mì sợi tương hương xưa xào với bắp bò này nha. Và thời gian phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát sóng tiếp theo nha.